Chào đón các em đã đến với bài học tổng của nhiều số. Qua bài học này, bước đầu các em sẽ nhận biết về tổng của nhiều số và biết đến tổng của nhiều số. Được chuẩn bị học phép nhân. Đầu tiên cô có phép tính 2 cộng 3 cộng 4. Vậy thì mình sẽ tính ra được kết quả của phép tính này bằng 9. Hoặc chúng ta có thể đặc tính với 3 số hạng thì các bạn viết lần lượt 3 số hạng theo thứ tự và viết thẳng cột với nhau. Sau khi viết ba số hạng, mình sẽ viết số dấu cộng ở giữa và lật về phía bên trái vị trí của ba số, rồi kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Sau khi đặt tính thì chúng ta sẽ lấy 2 cộng 3 bằng 5, 5 cộng 4 bằng 9, viết 9. Như vậy là các bạn đã tìm ra được kết quả của phép tính này bằng cách đặt tính. Ở đây cô có một phép tính đã được đặt tính là 12, 34 và 40. Thực hiện phép tính cộng. Làm như thế nào để ta tìm được kết quả của phép tính này? Thì sau khi đặt tính xong, chúng ta sẽ thực hiện tính như sau. 2 cộng 4 bằng 6, 6 cộng 0 bằng 6. Chúng ta sẽ viết 6. 1 cộng 3 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8. Viết 8. Vậy sau khi đặt tính, các bạn cũng có thể tìm ra được kết quả của phép tính này bằng 86. Với phép tính 15 cộng 46 cộng 29 cộng 8, các bạn cũng có thể đặt tính để tìm ra được kết quả. Sau khi đặt tính, viết các số hạng lần lượt thẳng cột với nhau, thì chúng ta thực hiện tính lần lượt từ phải sang trái. Chúng ta tính như sau. 5 cộng 6 bằng 11, 11 cộng 9 bằng 20, 20 cộng 8 bằng 28, mình sẽ viết 8 nhớ 2. 1 cộng 4 bằng 5, cộng 2 bằng 7, 7 thêm 2 bằng 9, thì chúng ta sẽ viết 9. Như vậy, kết quả của phép tính này sẽ bằng 98. Đây là cách làm khi chúng ta muốn thực hiện để biết được tổng của nhiều số là bao nhiêu. Các bạn hãy ghi nhớ để có thể áp dụng được khi gặp những bài tập có dạng tương đương. Để củng cố những kiến thức chúng ta vừa được học, mời các bạn thực hiện các bài tập 1 tính 7 cộng 4 cộng 5. Vậy thì các bạn hãy đặt tính như cô đã hướng dẫn để tìm ra được kết quả của phép tính này. Sau khi đặt tính, các bạn có thể tính ra được kết quả của phép tính này bằng 16. 7 cộng 3 thì bằng 10, cộng thêm 8 nữa sẽ bằng 18. 8 cộng 7 bằng 15, cộng 5 bằng 20. Và phép tính 6 cộng 6 cộng 6 cộng 6 sẽ có kết quả bằng 24. Bài 2 cũng yêu cầu chúng ta tính, nhưng mà ở đây những số hạng đã được đặt tính. Vậy thì dựa vào phần đặt tính này, chúng ta có thể tìm ra được kết quả của các phép tính như sau. Với phép tính 14 cộng 28 cộng 21, chúng ta chỉ việc tính lần lượt từ phải sang trái, thực hiện phép cộng để tìm ra được kết quả. 4 cộng 8 bằng 12, 12 cộng 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 1 cộng 2 bằng 3, cộng 2 bằng 5, nhớ 1 bằng 6, kết quả của phép tính này bằng 63. Giống như cô đã hướng dẫn, các bạn có thể tìm ra được kết quả của những phép tính còn lại như sau. Bài 3, số. Ở đây chúng ta có hình ảnh của 3 bao tải và trên mỗi bao tải này có ký hiệu là 12 kg. Vậy thì chúng ta thấy ở đây có một phép tính. Các phép tính này trước các chữ số đều có đơn vị là kg. Và ở đây là 12 kg. Vậy thì ta có thể viết được tiếp vào phép tính này như sau. 12 kg cộng 12 kg cộng 12 kg. Đây là phép tính thể hiện số cân nặng của những bao có trong phần A. Vậy thì sau khi thực hiện đặt tính, các bạn có thể viết được kết quả của phép tính này bằng 36. Còn phần B, đây là hình ảnh của những chiếc can. Trên những chiếc can này có ký hiệu là 5 lít. Vậy thì đây là phép tính 5 lít cộng chấm 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 lít cộng chấm 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 lít. Vậy thì mình dễ dàng điền được số vào đây, đó là số 5. Tiếp tục vẫn là số 5. Mình lấy 5 lít cộng 5 lít cộng 5 lít cộng 5 lít. Sau khi đặt tính, các bạn sẽ tìm ra được kết quả của phép tính này là bằng 25 lít. Và các bạn ghi nhớ này, khi đặt tính, các bạn cần đặt các số hạng thẳng cột. Những chữ số nào có cùng giá trị phải viết thẳng cột với những số hạng phía trước nó.
Thì như vậy đặt tính đúng các bạn mới làm tính đúng được. Thực hiện xong rồi, hãy mở ICBook và bài tập toán 2 tập 1 ra để cùng cô luyện tập thực hành nhiều hơn những kiến thức trong bài học này. Hãy mở ICBook và bài tập toán 2 tập 2 để cùng cô luyện tập thực hành bài 88 tổng của nhiều số. Đầu tiên chúng ta sẽ làm bài 1. 1. Ghi kết quả tính. Để làm bài, các bạn hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Với phép tính 8 cộng 2 cộng 6 thì chúng ta sẽ thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải. 8 cộng 2 bằng 10, cộng thêm 6 nữa sẽ bằng 16. Chúng ta sẽ ghi kết quả tính là 16 ở đây. Tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ tính được 4 cộng 7 bằng 11. 11 cộng thêm 3 nữa là bằng 14. Viết 14 vào vị trí này. Với những phép tính này, các bạn cũng tính tương tự. 8 cộng 7 bằng 15, 15 cộng 3 bằng 18, 18 cộng thêm 2 nữa là bằng 20. Các em hãy làm bài như cô vừa hướng dẫn. Làm bài xong nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình làm bài đúng chưa. Sau đó tiếp tục thực hiện bài 2. 2. Tính. Để làm bài, các bạn hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Với những phép tính này đã được đặt tính sẵn thì chúng ta sẽ thực hiện tính nhẩm lần lượt từ phải sang trái để tìm ra kết quả. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng. Tính như sau: 4 cộng 3 bằng 7, cộng 1 bằng 8, viết 8. 2 cộng 1 bằng 3, cộng thêm 3 nữa là bằng 6, viết 6. Vậy kết quả của phép tính này là bằng 68. Tương tự như vậy, các bạn cũng tính được 5 cộng 0 bằng 5, cộng thêm 8 nữa là bằng 13. Viết 3 nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7 nhớ 1 bằng 8. Viết 8. Các bạn hãy tiếp tục tính để tìm ra được kết quả của hai phép tính này. Làm bài xong nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình đã làm bài đúng chưa. Sau đó thực hiện bài 3. 3 số. Để làm bài, các bạn hãy nhấn phím vào đây. Quan sát, ở đây chúng ta có các lon. Và trên các lon này có ký hiệu là 5kg. Vậy thì quan sát này, dưới các lon này chúng ta có phép tính. Phép tính có số đầu tiên là 5kg. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện tìm xem thử những lon này cân nặng bao nhiêu kg, có đúng không? Vậy chúng ta sẽ tiếp tục viết số 5 vào đây. Tất cả cả 4 lon thì có 5 lần, có 4 lần 5kg này. Sau khi viết được phép tính rồi, chúng ta sẽ thực hiện tính để tìm ra được kết quả. Thì 5 cộng 5 bằng 10, cộng thêm 5 nữa bằng 15, cộng 5 bằng 20. Như vậy, chúng ta sẽ viết 20 vào vị trí này. Tương tự như vậy, các bạn có thể làm cả phần B và phần C. Hãy làm bài như cô vừa hướng dẫn. Làm bài xong, nhớ nhấn vào nút kiểm tra. Nếu làm bài chưa đúng, các bạn có thể nhấn vào nút làm lại để thực hiện tốt hơn. Sau đó, làm bài 4. 4. Viết một số thành tổng của nhiều số hạng khác 1 và bằng nhau theo mẫu. Để làm bài, các bạn hãy nhấn chuột vào đây, quan sát mẫu này. 10 thì bằng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2. Tất cả các số hạng đều là 2. Và số 2 được cộng tất cả 5 lần thì sẽ có tổng bằng 10. Còn ở đây, 10 thì bằng 5 cộng 5. Vậy thì số hạng là 5, số hạng này cũng là 5. 5 cộng với 5 thì có kết quả bằng 10. Như vậy các bạn hãy suy nghĩ để có thể viết được tổng của nhiều số hạng bằng nhau theo mẫu nhé. Và cô sẽ làm mẫu cho các bạn. Với số 20 thì cô sẽ viết 20 bằng 10 cộng 10. Các số hạng đều là 10, có đúng không? Tương tự như vậy, các bạn có thể viết 20 sẽ bằng 5 cộng 5 cộng 5 này. Cộng 5. Như vậy, với 4 số hạng đều là 5 thì kết quả của phép tính cũng là bằng 20. Hãy tiếp tục suy nghĩ để hoàn thành hai phép tính còn lại. Làm bài xong, nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử em đã làm bài đúng chưa.